Thỏa thuận khí đốt giúp cho châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga. Những người hỗ trợ dự án khí đốt Shah Deniz 2 của Azerbaijan đã ký quyết định đầu tư cuối cùng vào hôm thứ Ba, một bước tiến quan trọng cho tương lai của một tuyến đường vận chuyển khí đốt khác sang châu Âu, trong khi lục địa này đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Các văn bản ký kết tại Baku bao gồm một quyết định đầu tư vào dự án Shah Deniz 2, cũng như vào hai dự án đường ống dẫn khí đốt Tanap và Tap. Các dự án này có giá trị 35 tỷ Mỹ kim. Công ty dầu khí Statoil của Na Uy đã bất ngờ cho biết họ sẽ cắt giảm 10% cổ phần trong tập đoàn Shah Deniz xuống còn 15.5% và sẽ bán 3.3% cho công ty BP của Anh Quốc và 6.7% cho công ty năng lượng nhà nước Soka của Azerbaijan. Soka và các đối tác trong tập đoàn Shah Deniz đã đồng ý gia hạn các điều khoản cho dự án thêm 12 năm, tức kéo dài cho đến năm 2048. Từ khoảng năm 2019, Shah Deniz 2 được dự kiến sẽ cung cấp 16 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho châu Âu, trong đó có 6 tỷ mét khối cho Thổ Nhĩ Kỳ. Các khách hàng châu Âu đã rất khó khăn để tìm cách thay thế công ty dầu khí Gazprom của Nga vì giá khí đốt của công ty này liên kết với giá dầu thô, làm cho giá khí đốt mắc hơn so với thị trường thế giới. Gazprom hiện đang cung cấp 1/4 nhu cầu khí đốt của châu Âu với hơn 150 tỷ mét khối xuất khẩu một năm. Để đáp ứng với yêu cầu của châu Âu, Gazprom đã đề nghị dự án đường ống dẫn phía nam của mình trị giá 39 tỷ Mỹ kim sẽ vận chuyển khí đốt tới miền đông bắc của nước Ý thông qua Biển Đen bắt đầu từ cuối năm 2015. Đầu năm nay, Socar và các đối tác bao gồm cả BP và Statoil đã chọn dự án đường ống dẫn Tap. Đường ống dẫn Tanap sẽ được xây dựng từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Georgia đến biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với châu Âu, với tổng chi phí sơ bộ được ước tính ở vào khoảng 20 tỷ Mỹ kim.